Mời anh em chén trà tối nhá. Tôi đang ngồi một cái không gian rất là đẹp. Thú thật với anh em là vào đến đây rồi tôi không muốn về luôn anh em ạ. Đây là một cây mẫu đơn ta hoa vàng. Mới mấy phút trước nó vẫn còn là của chủ nhân cái không gian này, nhưng mà bây giờ nó là của tôi rồi. Đây là tận dụng được cái lu thịt với cái lu rác. Màu vàng là rác, bên trong còn là thịt đây này. Hay nhỉ. Quay cái anh mặt kia xem nào. Đây, phần trong đây là cái lu này. Đây, mặt cảm nó hương, nó hương đấy. Cảm giá trị thế. Cái đấy là của nghệ nhân Trần Nghĩa của Hải Dương. Và nghệ nhân này là đục di lạc bây giờ hàng đầu của Việt Nam mình. Đấy, một cái không gian thưởng trà rất là hay. Đây là anh Đức Gốc. Anh ấy có sở thích sưu tầm rất là nhiều đá này, tượng này, cây này. Đấy. Đây là trong cái không gian chung cư. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ quay cái đoạn này thôi thì đúng là chúng ta lại tưởng nó là một cái bảo tàng nào đấy. Ngà chắc chắn không phải. Giả là kiểu như là nhựa. Đây không chắc chắn không phải là ngà vì em chưa ngà. Ấy, cái cục đá này nhá rất giống một người ông đang ngồi. Đây cái đầu này. Ông đang khoanh tay kiểu như dưới là... trên. Đấy rất hay nhỉ. Đúng không anh? Đây hoặc là một người mẹ đang bồng con ấy, đang ngồi. Đúng. Tức là cái cục đá này này nó tạo cho mình rất là nhiều suy tưởng đấy. Đẹp quá. Cục đá mà làm những cái đôn bằng gỗ. Nhớ mùa này, thì đang nhìn rất là hay. Người ngồi thì tác phẩm nhớ mùa. Đây này, còn cái tượng này là có phải là cái gì anh? Thập Ba La Hán à? Thập Ba La Hán. À, Thập Ba La Hán mà ngồi trên một cái tảng đá mà lại dài. Tự nhiên. Đó, tự nhiên. Rất là nguyên khối nhé. Ông này là ông gì anh? Tử Vấn Thiên. Vấn Thiên. Đây là tay ông đây. Tại sao mãi xả dầu? Mãi giờ rồi, đây là một cành lê. Hoa lê, quang lê. Đây này. Anh Đức anh ấy sưu tầm những cái đại hòn đá rất hay nhé. Nếu mà gặp cái hòn này ở ngoài đường thì không có nhiều người dừng lại nhặt đâu. Đặt ở đúng cái không gian thì nó sẽ rất hay. Ôi, cái này ốc ngọc à? Nhìn như kiểu là một người đang bò này, cho người này đang nào đấy, nhìn trực tiếp nó sẽ ra rất nhiều thứ được. Con ốc này, à, cục đá này có cả mặt của Bồ Tát này, hay quá. Ôi, cái cục đá này giống ông Đạt Ma Sư Tổ ấy nhỉ? Đúng rồi. Ô, hình tượng ông đây, đầu này. Một cái phần kiểu như đang ngồi thiền, ngồi gù 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 ấy. Hay thực sự. Còn đây thì đích thị là ông ý rồi. Nhưng mà cái này được tạc. Ờ. Cái hòn đá xanh này có phải tự nhiên không anh? Tự nhiên. Tự nhiên luôn. Ừ. Ôi chỗ lạ này. Xanh làm con thuyền thành cánh buồm. Phận buồm xuôi gió. À, phận buồm xuôi gió lại còn màu xanh này nữa. Đẹp quá. Có một cái tháp rất bé này, cái xíu xíu này, đứng trên cái tảng đá rất hợp nhá. Sưu tầm cái này không phải một sớm một chiều đâu anh em ơi. Dưới chân tôi là cái bộ trà của anh ấy cũng rất là tỉ mỉ. Đây là một cành lê này, đấy cành lê thác đổ đấy không? Wow. Anh nói muốn mua cái cây đá gì nhỉ? Trên này mấy cái chậu cổ anh nhỉ? Chậu xưa, bát tràng xưa, bên này thì chậu cũng canh xưa. Đấy, chơi phải chơi như thế. Lại chơi xấu. Rất tuyệt vời. Ôi, cái quả này, cái này thì gọi là cái gì anh? Cũng là Đạt Ma ngồi thiền. Như một cái tấm cái đấy là gỗ chắc. Tôi tạm gọi đây là cái bức phù điêu. Người ta đã tạc lên có cái
cây cành, một cái cây khô này. Đây là đệ tử đúng không? Bái Đạt Ma Sư Tổ. Ơ, cái này là con ếch à? Con kiểm thử cóc ba chân ấy. Nhưng mà cái này là chất liệu bằng cái gì ạ? Chất liệu là bằng gốm Phật Sơn. Gốm Phật Sơn à? Sao nó chóc ấy, nhưng mà trông hay đấy nhỉ? Ừ. Còn con đá nữa này. Con này liền khối à? Ừ, thì đấy là gốm Phật Sơn. Đây là cái gì anh? Cái hòn này này. Đấy là cũng là tượng người ấy, anh đấy. Hôm trước mình có viết cái bài là gửi vào đám linh hồn nên đấy là tạc trên một hòn quậy, tạc diện Đạt Ma trên hòn quậy. Tức là anh Đức thì anh rất là thích Đạt Ma sư tổ, rất là nhiều hình bóng Đạt Ma ở đây, đấy, kể cả cái bức tranh này nhá. Bức tranh rất này hay. Là thần trà. Thần trà này đang ngồi dưới gọi là cái chân của thần trà để thưởng trà đấy. Cái riêng cái bàn này thôi tôi đã thấy rất là thích rồi. Ở đây có đây con dưới mèn bị gãy cánh đây, con vịt này, thiên ngà hay vịt, con ngỗng đúng không, chuẩn là con ngỗng, con rùa này. Nhưng mà điều đáng nói nhá, cái tượng này thì tôi cũng nhìn thấy ở một số nơi, thế nhưng mà nếu mà để mà một cái bàn sáng màu hoặc là nó nhẵn nhẵn ấy, đặt con này lên thì trông nó rất buồn cười. Nhưng mà khi nó đặt được lên trên một cái tấm gọi là tạo gọi là cái bàn đi như này mà đậm màu thế này thì nó lại trông lại rất là ok, rất là hợp nhá. Hay ở chỗ đấy. Đây, kể cả cái này này. Đây, một cục đá. Một cục đá này. Rất là hay. Đây, nhìn này, có cái con thuyền ở đây này. Mọi thứ đều rất là nhỏ, thế nhưng mà khi mà được bố trí, ví dụ con thuyền này không có con thuyền ở đây thì tự nhiên cục đá này nó cũng không mang lại nhiều ý nghĩa, không có cái tháp ở đây cũng thế. Đấy, đây là nghệ thuật sắp đặt. Đây là những cái thú chơi mà nó hơi trừu tượng một chút. Đấy, cái đèn dầu hay này. Đèn dầu này khiến anh em liên tưởng đến cái gì? Mọi thứ đều rất bé. Mọi thứ đều rất bé nhá. Đây là kể cả cái cây này cũng rất là bé. Đây là cây táo. Đấy, rất bé. Rất hay. Cái đôn này cũng rất là bé. Cái cốc cũng rất là bé. Mọi thứ đều rất bé. Nhưng mà mang lại rất là nhiều cảm xúc. Đây. Cảm xúc lại to lớn. Quả này kinh này. Có gì đây? À con Tìm thử. Con ba chân nó kinh nhỉ. Mà câu chuyện nó sắc nét thật đấy. Nó rất là sắc nét. Cũng bé luôn. Đấy, làm bằng gỗ xưa. Ô, cái quả gì cái anh? Quả xanh, quả trắng vậy? À, đây là bằng gốm ấy. Này là à, bằng gốm á? Phật thủ ấy. Đây là hoa ngọc lan của mình ấy. Hay thật. Ok, đến một cái không gian này tôi cảm thấy rất là hay. Cảm ơn anh Đức đã mời em đến cái không gian này nhé. Sai đã đến chơi thưởng trà và giao lưu với anh em. Vâng. Chào tất cả mọi người.